Hôm nay thì Lan cảm thấy có một cái vibe rất là OG YouTuber, cho nên là hôm nay Lan muốn làm một cái summer haul mùa hè này. Đầu tiên là những cái món mà mình sắm ở Việt Nam trước khi mà mình đi sang Mỹ chơi. Cái món này là mình mua sát ngày luôn và mình quăng hết tất cả mọi thứ vào vali ký gửi chưa có kịp soạn ra. Không có cảm giác rất là bất an khi mà đi du lịch đó mọi người có thể hiểu được cái sự là mình đi du lịch mà mình có cảm thấy thiếu thiếu cái gì không? Ok, đầu tiên sẽ là son. Phải soạn bao nhiêu cây son là anh thấy cũng không đủ hết trơn. Có 80 cây hay 800 cây gì cũng không đủ hết. Cho nên là trước khi đi là anh có mua hỏa tốc gấp một cái bộ son. Có 3 cây thôi. Đó chính là L'Oreal Color Rich Intense Volume Matte. Ok, Lan Anh mua màu 275, 276 và 339. Đa số cái dòng này nó sẽ toàn là tông đỏ thôi. Những cái màu này nó sẽ hợp với những làn da châu Á. Lan Anh thì thấy Lazada bán 5 màu, còn Lan Anh thì đã mua 3 màu rồi. Giá thì Lan Anh thấy nó hơi nhỉnh hơn các loại son bình thường khác của L'Oreal. Cầm lên nha mọi người, cầm lên nó rất là son chuẩn luôn. Thật ra thì cũng lâu rồi mình không có mua son Mỹ. Tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi là gần đây thì Lan Anh mua son hàng nhiều. Thì cái cảm giác khi mà mua lại son Mỹ á, nó lạ lắm mọi người. Nói về thiết kế của các em này thì Lan thấy là cái bao mì nó là nhám mờ, nó có sự nhung mịn nhất định ở trên này. Cái cảm giác rất là nặng tay. Ba cái chiên này tuy đẹp nhưng nó cũng có một cái nhược điểm, đó chính là nó rất là dễ bị dơ và in vân tay, cho nên là bảo quản kỹ một chút ha. Đầu son á thì nó cũng được khắc logo nổi. Thì khi mà zoom kỹ lại các bạn sẽ thấy được cái sự nhung mịn lì của cái phần son. Thân son thì nó mảnh, cầm rất là kiểu fancy. Và nó có một cái mùi nước hoa, nó thơm phức luôn á mọi người. Và điểm đặc biệt nữa mà Lan Anh thấy cần phải nhấn mạnh đó chính là cái mùi nước hoa này hoàn toàn lưu không lâu, cho nên khi mình tán lên môi tầm 5 giây sau là mất mùi. Cho nên là những bạn nào mà rất là nhạy cảm với lại mùi hương với mỹ phẩm như Lan Anh á thì đây thật sự là một điểm cộng rất là lớn. Nói về chất son á thì Lan thấy nó mịn, nó lì và nó rất là nhẹ môi, nó không có bị bóng giống như các dòng son classic cho mùa hè này nè. Nếu mà bạn nào thích đánh son lì thì đây rất là ok. Lưu ý là khi mà các bạn đánh son lì á thì để lên đẹp nhất thì mình đương nhiên là phải giữ môi thật là kỹ, không có để lại da chết thì cái son lên môi mình nó mới mượt, nó mới smooth mềm mịn để tôn lên được cái sự đẹp của chất son nhất. Về cái độ bám màu á thì Leo Anh thấy là khi mà đánh sương sương, đánh lòng môi kiểu Hàn Quốc thì nó sẽ giữ được tầm 2 đến 3 tiếng, còn khi mà full môi có make up đậm đà thì chắc được tầm 5 đến 6 tiếng. Và khi mà mình ăn uống thì nó cũng trôi ở lòng môi, còn khi mà đánh lòng môi thì ăn uống nó sẽ trôi hết. Cho nên là mình nhớ đem theo son để touch up là ok lá thôi. Và ngoài ra thì Lan thấy cái son này nó còn có một cái thành phần đặc biệt là HA rất là nổi tiếng của L'Oreal nữa, cho nên là nhìn môi nó căng mọng đúng không? Thì màu đầu tiên là màu 275, là một cái màu cam cháy. Thì Lan Anh thấy cái màu này dùng mùa hè rất là xinh luôn. Nhưng mà màu này mặt ngọc dùng nó cũng đẹp, nhưng mà lưu ý là mình thoa nó sương sương thôi nha mọi người. Tại vì những cái màu cam á, khi mà mình tô full môi thì nó sẽ có một cái đặc tính là nó làm cho răng mình bị xỉn, cho nên là mình nhớ make up nhẹ một chút và đánh sương sương là đẹp. Tiếp theo là màu 276. Cái màu này là màu nâu gạch, có cam và có đỏ và một chút nâu nữa. Cho nên màu này thì mình sẽ đảm bảo là các bạn rất là thích, cho nên là mình cũng sẽ không có review nhiều ha. Nhưng mà lưu ý là cái màu này không có dùng mặt mộc được nha mọi người, tại vì nó sẽ rất là nhiều. Mày hiểu không? Màu cuối cùng Lan Anh mua là cái màu trên môi Lan Anh luôn nè, là màu 339, là một cái màu nâu đỏ. Thì Lan Anh thấy nó không có nâu đỏ lắm nhưng mà Lan Anh thích. Màu này thì nó giống cái màu 276, Lan Anh nghĩ là mọi người sẽ rất là thích rồi. Tùy là mọi người thích nó đậm hơn hay là thích nó nhạt hơn thôi. Cái màu này thì tươi hơn màu 276 nè. Và đó chính là toàn bộ cái son mà Lan Anh mua ở Việt Nam, tại vì Lan Anh qua đây còn Shopee nữa mà. À, tuy nhiên thì Lan Anh có mua thêm một cái chai tẩy trang nhỏ L'Oreal 3 trong 1, cái dòng nước với dầu Lan sẽ hình ở đây để đến thăm đi du lịch mãi mãi một tình yêu. Nhưng mà cái này nó không có bán ở bình thường cho nên mình phải cố gắng săn sale để mình được tặng những cái mini size như vậy ha. Đó chính là những thứ ở Việt Nam. Còn qua tới đây thì mình đã đốt gần 600-700 đô mới có tuần đầu tiên thôi đó mọi người, một bộ Dyson. À, ta ta. Nếu mà mình mua máy sấy không á thì nó là 429 đô rồi. Và khi mà mua cái set limited này thì được tặng thêm một cây lược mà Việt Nam bán 600 ngàn á, thì vẫn có một cái máy sấy và các đầu sấy và thêm một cây lược
thế làm gì mình không biết. Và một cái case, tại vì mua bình thường sẽ không có cái case, cái hộp này nè, thì đây là phiên bản cải tiến, thì nó sẽ có một cái đầu để sấy. Đây là màu xanh cobalt và màu rose gold khá là đẹp. Ngoài mấy cái đầu sấy bình thường ra thì nó sẽ có cái đầu này để làm uốn tóc con mà Lan chưa có thử nên chưa biết. Ok, tiếp theo là hôm nọ mình có đi Target để mình mua car seat cho Ben, và sau đó thì mình sau quần một hồi mình đã chốt được những cái thứ sau đây. Đầu tiên là một em gel pencil của Maybelline. Thì Maybelline bên này bán nhiều đồ hơn Maybelline Việt Nam, nhất là đồ trang điểm á, cho nên là mình rất là thích mua những cái sản phẩm về mắt của Maybelline. Tiếp theo là một cái sữa rất là mình không biết nó ở đâu rồi, đó chính là L'Oreal Lash Paradise. Cái này á, Việt Nam có bán cây màu hồng nhưng mà mình mua cái cây màu xanh. Thì cái màu xanh này nó sẽ giúp cho mình làm dài hơn à, chứ không có làm dày, và nó có chống nước thì đã thấy ok, không có bị lem khi mà bữa mới mắc mưa chạy công viên nè. Thì sau đó là một người rất là yêu cái sự làm đẹp và sự shopping, thì không thể nào thiếu vắng những cuộc shopping ở Sephora ra được. Mình có mua thêm một cái em má hồng của Rare Beauty Soft Pinch Dewy Liquid Blush màu hốt pa. Thì cái màu này nó rất là xinh, nó là một màu cam hồng coral. Nó cũng giống cái màu Encourage của mình. Cái màu Encourage thì nó sẽ hơi tím, còn cái màu này thì nó hoàn toàn là màu coral, rất là xinh. Đi dạo một hồi thì mình chốt được thêm một cây Dior Addict, từ lip tattoo thành lip tint rồi. Mình mua màu 771 là một màu hồng dâu. Sau đó thì mình cũng có mua thêm một cái brow setter là kiểu gel lông mày của Benefit. Thì mình mua đi mini size thôi, mình thấy nó giữ không có lâu lắm, cái lông của mình nó cũng chỉa xước. Và cuối cùng đó chính là Tom Ford Shimmering Body Oil. Oh my gosh. Nó vừa thơm mà nó vừa lấp lánh nữa. Ok, và đó chính là những gì mà mình mua ở trong một tuần. Mới có một tuần thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo trong hành trình đi du lịch của Lan Anh nha. Bye bye.